Hôm nay mình sẽ làm chỗ nuôi cá, nuôi rùa, nuôi ba ba, nói chung là những động vật sống ở môi trường nước. Thì ở đây bao gồm những dụng cụ là một ren ép bồn hoặc là ren khởi thủy. Mình đang sử dụng ren này có size là size 27 các bạn. Một rọ lọc rác có ren ngoài là size 27 và lưới inox là không rỉ sét nha các bạn. Và một van xả nước, van này có bên trong là size 27 luôn nha các bạn. Một thùng nhựa lớn đã đục lỗ sẵn đây. Thì các bạn có thể ra ngoài tiệm cắt kiến hoặc tiệm làm cửa đồ ấy, kêu người ta cắt giùm cho các bạn, hoặc các bạn có thể ở nhà các bạn tự đục lỗ. Thì nhiều bạn quan tâm hỏi thì mình mua những món đồ này ở đâu hoặc là giá bao nhiêu. Thật ra mình cũng không có bán những món đồ này đâu các bạn. Thì các bạn nào quan tâm mà muốn mua thì mình sẽ để cái cờ link ở dưới bên dưới. Các bạn có thể mua sắm hàng online trên các ứng dụng. Thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành làm. Đầu tiên là ren khởi thủy. Các bạn dặn ra đút vào cái lỗ mà mình đã đục lỗ sẵn. Thì tùy theo thùng lớn nhỏ mà các bạn chọn cái size ren khác nhau. Thùng lớn thì các bạn chọn size ren lớn để cho nó thoát nước nhanh thôi. Thùng nhỏ thì chọn size ren nhỏ cũng được. Các bạn dặn siết vào. Các bạn nào có cà lê thì dặn cho nó chắc ăn, còn đây mình dặn tay. Và tiếp đến là rọ lọc rác. Bạn gắn vào. Mục đích của cái rọ này là để những cái con cá nhỏ lúc mà các bạn xả nước nó không bị cuốn ra ngoài. Và cuối cùng là van xả nước. Các bạn gắn vào đây. Có lẽ cái này phải có keo non nha các bạn. Ở đây mình chỉ gắn sơ cho các bạn coi, nên các bạn nên quấn thêm lớp keo non cho nước nó không bị rỉ. Làm này á, là cho các bạn đỡ phải thay nước. Đối với những cái loại mà thùng nước có dung tích lớn á, thì thay nước rất là cực, nên mình sẽ làm cái chỗ xả nước cho nó tiện. Mình bỏ rùa của mình vô đây làm chỗ nuôi cho nó ha. Bây giờ mình bắt đầu xả nước cho các bạn xem. Ở bên trong là rọ lọc, ngoài van nước đây. Mình sẽ xả nha. Lưu ý là mỗi khi mà các bạn để cái thùng nhựa, bạn nên để nghiêng lại cái hướng về cái vòi một tí để cho nước nó rút về cái vòi, để việc xả nước nó hiệu quả. Thùng này là do mình thùng đã xài rồi nên bị mẻ một bên.